Bức ảnh gây bảo mạng, Tổng thống Trump và Elon Musk xuất hiện cùng nhau sau buổi vận động. Tòa án tối cao Georgia trao chiến thắng vàng cho Tổng thống Trump, cứu hết quyết định ngay trước thềm bầu cử. Phu nhân của Robert Kennedy Sr. bị đột quỷ, gia đình kêu gọi lời cầu nguyện. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị thân mến, tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi người dân Pennsylvania ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 khi ông cùng xuất hiện trên sân khấu tại buổi vận động của Trump ở Butler, Pennsylvania với chiếc mũ mà ga đen nổi bật. Sau khi bị bắn trong một vụ ám sát vào tháng 7 khiến ông cùng hai người ủng hộ bị thương, Tổng thống Trump đã quay trở lại địa điểm xảy ra vụ việc. Tại đây, Musk đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì không thể leo nổi một bậc thang, đồng thời khen ngợi Tổng thống Trump vì thái độ kiên cường của ông trong những giây phút sau vụ tấn công. Như các bạn thấy tôi không chỉ là maga, tôi là maga đen tối. mất nói trước đám đông cuồng nhiệt. Bài kiểm tra thực sự về nhân cách của một người là cách họ hành xử dưới áp lực. Chúng ta có một tổng thống không thể leo nổi bậc thang, còn một người khác vẫn tiếp tục chiến đấu sau khi bị bắn. Musk tiếp tục kêu gọi những người tham dự, đăng ký bầu cử và thuyết phục bạn bè, người thân, ủng hộ tổng thống Trump, cảnh báo rằng đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng nếu ông Trump không giành chiến thắng vào tháng 11. Tôi nghĩ đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Đây không phải là một cuộc bầu cử bình thường. Bên kia muốn tước đi quyền tự do ngôn luận của các bạn. Họ muốn tước quyền sở hữu vũ khí của các bạn. Họ muốn lấy đi quyền bầu cử của các bạn. Hiện có 14 bang không yêu cầu căn cước cử tri. California, nơi tôi từng sống, vừa thông qua luật cấm yêu cầu căn cước cử tri khi bỏ phiếu. Mất tuyên bố. Tôi vẫn không thể tin điều đó là thật. Làm sao có thể tổ chức một cuộc bầu cử công bằng khi không cần căn cước Tự do ngôn luận là nền tảng của dân chủ, và nếu người dân không biết sự thật, làm sao họ có thể bỏ phiếu đúng đắn? Phải có tự do ngôn luận để duy trì dân chủ, Mất nói thêm. Đó là lý do tại sao tôi chánh án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận, và tôi chánh án thứ hai đảm bảo rằng chúng ta có quyền giữ vũ khí để bảo vệ tôi chánh án thứ nhất. Tổng thống Trump phải chiến thắng để bảo vệ hiến pháp, ông ấy phải chiến thắng để bảo vệ nền dân chủ Mỹ. Và tôi có một lời yêu cầu cho mọi người, cho tất cả những ai đang theo dõi, Mết nói. Mết kết luận là yêu cầu này rất quan trọng, đăng ký bầu cử ngay, kêu gọi mọi người, cả những người bạn quen và chưa quen đăng ký bầu cử. Chỉ còn 2 ngày để đăng ký tại Georgia và Arizona, 48 giờ, nhắn tin cho mọi người ngay bây giờ và đảm bảo họ thực sự bỏ phiếu. Nếu không, đây sẽ là cuộc bầu cử cuối cùng, đó là dự đoán của tôi, không có gì quan trọng hơn. Sau buổi vận động, một bức ảnh chụp chung giữa Elements và Tổng thống Trump đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Musk đã là đồng minh thân cận của Tổng thống Trump suốt chiến dịch tranh cử năm 2024. Hiện nay, một công ty được tài trợ lớn từ Musk đang phụ trách điều hành chiến dịch vận động bầu cử của cựu Tổng thống tại 7 bang quan trọng. Những bang có thể quyết định ai sẽ bước vào Nhà Trắng vào tháng 11. Theo The Guardian, chiến dịch của Tổng thống Trump đã thuê America PSC, tổ chức hành động chính trị do Musk hậu thuẫn để thực hiện các hoạt động vận động tại các bang chiến trường. Ban đầu, chiến dịch của Trump dự kiến sẽ có nhiều PSC cùng tham gia nhưng chỉ còn lại America BSC với đội ngũ 300 đến 400 nhân viên tham gia vận động trực tiếp tại từng cánh cửa trong bảy bang quan trọng trước ngày bầu cử. America BSC là tổ chức duy nhất liên kết hoặc không liên kết với chiến dịch Trump, cam kết thực hiện 3 lần tiếp cận tại từng nhà của những cử tri có khả năng ủng hộ tổng thống Trump ở mỗi bang chiến trường trước ngày bầu cử. Tòa án tối cao Georgia trao chiến thắng vàng cho tổng thống Trump, cứu hít quyết định ngay trước thềm bầu cử. Thưa quý vị thân mến, vào thứ Hai, Tòa án tối cao Georgia đã trao cho cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông một chiến thắng lớn khi tạm thời đình chỉ phán quyết vô hiệu hóa lệnh cấm gần như toàn bộ phá thai của bang, trong khi chờ đợi xem xét kháng cáo của tiểu bang. Theo Associated Press, lệnh đình chỉ này được ban hành một tuần sau khi một thẩm phán phán quyết rằng luật của Georgia vi phạm hiến pháp vì luật này cấm phá thai sau khoảng 6 tuần thai kỳ, thường trước khi phụ nữ biết mình mang thai. Thẩm phán tòa án Fulton County Robert McPhaney đã tuyên bố vào ngày 30 tháng 9 rằng quyền riêng tư theo hiến pháp bang Georgia bao gồm quyền đưa ra các quyết định chăm sóc sức khỏe cá nhân. Tòa án tối cao Georgia đã đình chỉ phán quyết này theo yêu cầu của Tổng trưởng lý bang thuộc đảng Cộng hòa Trika, người đang tiến hành kháng cáo. Tuy nhiên, thẩm phán John C. Ellington của Georgia không đồng tình và cho rằng không nên quyết định trước khi vụ việc được chính thức đệ trình lên tòa án. Ông viết, Tiểu bang không nên thực thi các luật đã được xác định là vi phạm các quyền cơ bản, được bảo đảm cho hàng triệu người theo hiến pháp Georgia. Claire Palace, giám đốc điều hành của Georgia Lars đã ca ngợi quyết định của tòa án là phù hợp, bày tỏ lo ngại rằng nếu không có lệnh cấm này, phụ nữ từ các bang khác có thể sẽ đổ về Georgia để thực hiện các ca phá thai. Bởi vì có một sinh mạng khác liên quan trong quá trình phá thai, không có quyền riêng tư nào trong đó, Palette nói thêm. Điều này quay trở lại việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất, những người không thể tự lên tiếng. Tuy nhiên, các lãnh đạo của tổ chức cung cấp dịch vụ phá thai Carafem tại Atlanta, những người dự định mở rộng dịch vụ sau phán quyết của Mark Bernay, đã bày tỏ sự thất vọng trước việc lệnh cấm được khôi phục. Carafem sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ phá thai theo đúng quy định pháp luật, Melissa Grant, giám đốc điều hành của Carafem, chia sẻ. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy tức giận và thất vọng Hy vọng rằng cuối cùng mọi người sẽ có cái nhìn hợp lý hơn về vấn đề này, phù hợp với những người cần được chăm sóc. Luật cấm phá thai của Georgia, được thống đốc Brian Kemp ký ban hành vào năm 2019, là một phần trong loạt biện pháp hạn chế phá thai được áp dụng tại các bang do Đảng Cộng hòa kiểm soát sau khi tòa án tối cao Hoa Kỳ lật ngược phán quyết Joe v. Wade vào năm 2022, loại bỏ quyền phá thai ở cấp quốc gia. Luật cấm hầu hết các ca phá thai khi phát hiện nhịp tim của thai nhi thường có thể nghe thấy qua siêu âm vào khoảng 6 tuần sau khi mang thai. Zosa cũng có một luật hình sự riêng, áp đặt mức phạt lên đến 10 năm tù cho những người cung cấp dịch vụ phá thai trái phép, mặc dù phụ nữ phá thai không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, các bác sĩ có thể bị tước giấy phép hành nghề nếu thực hiện các ca phá thai không được phép. Tòa án tối cao Zosa đã miễn áp dụng một điều khoản trong luật phá thai của bang, quy định rằng hồ sơ sức khỏe phải được cung cấp cho luật sư quận nơi xảy ra vụ phá thai hoặc nơi người phụ nữ cư trú. Hiện tại, 13 tiểu bang Hoa Kỳ đã thực thi lệnh cấm phá thai ở mọi giai đoạn của thai kỳ, trong khi 4 tiểu bang khác cấm phá thai từ khoảng tuần thứ 6 của thai kỳ. Trong phán quyết của mình, thẩm phán McPenney viết rằng, quyền tự do ở Georgia bao gồm quyền kiểm soát cơ thể của phụ nữ, quyết định những gì xảy ra với cơ thể mình và từ chối sự can thiệp của nhà nước vào các lựa chọn chăm sóc sức khỏe. Phán quyết của ông đã khôi phục các giới hạn phá thai theo luật trước đây của Georgia, cho phép phá thai đến tuần thứ 22 đến 24 của thai kỳ. Thông đốc Kemp đã chỉ trích mạnh mẽ phán quyết này, cho rằng ý nguyện của người dân Georgia và các đại diện của họ đã bị phán quyết cá nhân của một thẩm phán vượt qua. Chiến thắng này là một bước tiến lớn cho Tổng thống Trump và những người ủng hộ ông khi cuộc chiến bảo vệ sự sống và các chính sách chống phá thai của đảng Cộng hòa tiếp tục là yếu tố then chốt trong cuộc bầu cử. Việc tòa án tối cao Georgia khôi phục lệnh cấm phá thai là minh chứng cho sức mạnh của phong trào bảo thủ và sự ủng hộ đối với các chính sách mà Tổng thống Trump đã thúc đẩy trong suốt nhiệm kỳ của mình. Phu nhân của Robert F. Kennedy Sr. bị đột quỵ, gia đình kêu gọi lời cầu nguyện. Thưa quý vị, phu nhân 96 tuổi của cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ và ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ năm 1968, Robert F. Kennedy Sr. đã bị đột quỵ, gia đình bà đã lên tiếng kêu gọi cả nước cùng cầu nguyện cho bà. Theo thông tin từ gia đình, Ethel Kennedy hiện vẫn đang nằm viện sau cơn đột quỵ. Phát điều đưa tiên, bà ấy đang cảm thấy thoải mái, được chăm sóc tốt nhất có thể và luôn có gia đình ở bên. Cựu dân biểu Joe Kennedy III viết, bà Ethel, sinh nhật 96 tuổi vào tháng 4 vừa qua, đã có một mùa hè tuyệt vời khi được tham gia vào những hoạt động yêu thích và dành thời gian với người thân, theo lời chia sẻ từ gia đình. Suốt mùa hè vào những ngày đầu thu, Mỗi ngày bà đều dành thời gian bên con cháu, cháu chắc, đi dạo trên biển, thăm bến tàu và thưởng thức những bữa ăn gia đình. Kennedy đăng trên ít, trước đây là Twitter, đó là một món quà quý giá cho tất cả chúng tôi và cả bà. Joe so Kennedy, hiện là đặc phái viên kinh tế tại Bắc Ireland, chia sẻ thêm rằng bà Ethel đang được điều trị và nghỉ ngơi thoải mái trong bệnh viện. Như mọi người có thể biết, bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ và đã sống một cuộc đời đáng ngưỡng mộ. Chúng tôi luôn ở đây chăm sóc cho bà, ông viết. Xin mọi người hãy giữ bà trong những lời cầu nguyện và tôn trọng sự riêng tư của gia đình chúng tôi vào thời điểm này. Robert F. Kennedy Sr. là anh trai của Tổng thống John F. Kennedy. Cả hai đều bị ám sát vào thập niên 1960 đầy biến động. Bà Ethel là chị dâu của Tổng thống John F. Kennedy. John Kennedy bị ám sát tại Dallas vào tháng 11 năm 1963, còn Robert Kennedy bị ám sát trong một sự kiện vận động tranh cử tại Los Angeles vào tháng 6 năm 1968. Sau cái chết của chồng, bà Ethel thành lập tổ chức Robert F. Kennedy Human Rights vào năm 1968 nhằm tiếp tục di sản đấu tranh vì nhân quyền của ông Robert Kennedy. Trong khi đó, Robert F. Kennedy Jr., con trai của bà, đã thực hiện một chiến dịch tranh cử tổng thống độc lập trong chu kỳ này trước khi rút lui vào mùa hè và tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình The Story của Fox News vào tháng trước, Robert F. Kennedy Jr để chỉ trích vụ kiện của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ nhằm giữ ông trên phiếu bầu. Ông gọi đó là hành động phi dân chủ, cho rằng Đảng Dân chủ thiếu niềm tin vào các ứng cử viên cấp cao của họ. Khi được hỏi về việc vẫn còn tên trên các phiếu bầu ở Michigan, Wisconsin và North Carolina, mặc dù đã rút lui, Kennedy cho biết ông và nhóm của mình đang cố gắng loại bỏ tên mình khỏi tất cả các tiểu bang nơi ông có thể gây hại cho chiến dịch của Tổng thống Trump. Thật mỉa mai, DNC đã cố gắng ngăn tôi ra tranh cử giờ lại kiện để giữ tôi trên phiếu bầu, ông nói. Chương trình tin tức hôm nay xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Hy vọng những thông tin trong chương trình đã mang lại giá trị hữu ích và kịp thời cho quý vị. Nếu quý vị thấy nội dung hữu ích, xin hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức mới nhất nào trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại